xin kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng quý vị huynh đệ, các bạn học sinh ghé ta. Bây giờ tất cả các bạn ngồi tư thế đẹp cho thầy. 1, 2, 3. Ngồi tư thế đẹp là lưng thẳng, hai tay để trên đùi và chân khép lại. Thầy vẫn còn nghe thấy tiếng nói chuyện. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh thân mến, thời gian thấm thoát trôi qua, mới ngày nào các em còn háo hức chào đón năm học mới, năm học 2015-2016. Vậy mà hôm nay thầy trò trường Trung Huyền lại cùng nhau tổng kết lại những việc đã làm được trong một năm qua, và đó cũng chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Một, tuyên bố lý do. Hai, giới thiệu đại biểu. Ba, chào con. Bốn, tôi hiệu trưởng báo cáo tổng kết năm học 2015-2016. Năm, đọc quyết định khen thưởng. Sáu, phát thưởng học sinh của các khối đã đạt thành tích trong học tập. Bảy, phát thưởng phong trào và cuối cùng là bế mạc. Đến thăm trường với lễ tổng kết ngày hôm nay, nhà trường vui mừng được đón tiếp sự hiện diện của quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Bí thư Đảng ủy phường 13. Bà Vũ Thế Vân, Bí thư Chủ tịch phường 12. Đỗ Thúy Hằng, Bí thư chi đoàn khu phố 1. Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các khối lớp và cùng với những phụ huynh ở lại đang dự buổi lễ hôm nay. Về phía nhà trường, xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của thầy Lê Duy Linh, Bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng. Cô Phan Thị Yến, hiệu trưởng nhà trường. Cô Phạm Thị Minh Châu, phó hiệu trưởng nhà trường. Cô Trần Thị Huy, phó hiệu trưởng nhà trường. Cô Nguyễn Thị Thu Yến, chủ tịch công đoàn. Cô Quan Nguyễn Thảo Nguyên, tổng phụ trách đội. Giáo viên chủ nhiệm phụ trách chi đội và toàn thể các bạn học sinh có mặt đầy đủ trong buổi lễ hôm nay. Sau đây xin kính mời cô Phan Thị Yến, hiệu trưởng nhà trường, lên báo cáo hoạt động dạy và học trong suốt một năm qua. Xin kính mời cô. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý phụ huynh cùng toàn thể tất cả các thầy cô và các em học sinh thân mến, năm học 2015-2016 đã kết thúc.
năm học mà toàn ngành giáo dục thực hiện chủ đề tập trung xây dựng và nhân rộng trường học tiên tiến hiện đại, gắn giáo dục tri thức đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa hiện đại, đào tạo nghiệp giáo dục thể chất, rèn luyện con người về lý tưởng phẩm chất nhân cách lối sống và tay nghề, và là năm tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Trên tinh thần đó, hôm nay thầy trò trường tiểu học Trương Quyền xin được nhìn lại mặt làm được và chưa làm được suốt năm học vừa qua. Năm học 2015-2016, trường tiểu học Trương Quyền có 1.367 học sinh, được chia làm 30 lớp, sĩ số bình quân mỗi lớp 47 em, với cơ sở vật chất khá thuận lợi cho các hoạt động dạy và học. Có hoạt động phong trào cùng với nỗ lực của đội ngũ thầy cô giáo và sự quan tâm của bậc phụ huynh. Năm 2015-2016, nhà trường đã được một số kết quả như sau. Về phổ cập giáo dục, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp, tỷ lệ chuyên cần 98%, không có học sinh bỏ học. Về chất lượng dạy và học, chất lượng giảng dạy của giáo viên thực hiện được 14 chuyên đề nhằm tạo điều kiện cho giáo viên học tập kinh nghiệm và nâng cao tay nghề, hỗ trợ sở giáo dục và phòng giáo dục thực hiện các chuyên đề, phát động phong trào thi đua dạy tốt, trong đó 100% giáo viên tham gia đăng ký dạy tốt và đạt 35/37 giáo viên dạy tốt, hỗ trợ học phí cho giáo viên nâng cao. Kết quả đánh giá xếp loại chuyên môn cuối năm có 35/37 giáo viên đạt loại giỏi, tỷ lệ 94.6%, hai giáo viên đạt loại khá 5.4%, không có giáo viên trung bình và yếu kém. Có hai giáo viên đạt giải trong hội thi giáo viên giỏi cấp quận, đó là cô Thủy đạt giải 3 và cô Xuân Anh đạt giải khuyến khích. Xin toàn trường một tràng pháo tay để chúc mừng thành tích của nhà trường. Về chất lượng học sinh, mức độ hình thành và phát triển phẩm chất đạt 100%, mức độ hình thành và phát triển năng lực đạt 100%. Có 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học, và cho đến ngày hôm nay, trường tiểu học Trương Quyền liên tục trên 10 năm là có tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học trong. Và năm nay phải nói là năm duy nhất nhà trường có tỷ lệ 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp. Về phong trào tham gia tốt các phong trào thi đua của ngành, được kết quả như sau. Đạt giải trong mọi khỏe phù động đạt